cần tìm 10 diễn viên quần chúng, ngồi cười từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ mà không cần làm gì, cắt xê 500k trên người. Wow. Hôm sau thấy mặt mình trong phóng sự trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần. Hả? Vào bệnh viện tâm thần mà tuyển ấy, chứ người thường cười 2-3 giờ cũng đầu quân cho bệnh viện tâm thần thôi. Quá chuẩn luôn. Rồi hôm sau thấy đăng video ghi kết lời cảnh tỉnh giới trẻ tác hại của Mai Thúy. Em cười một tiếng lấy 250k thôi ạ. À thế à? Cười to có được thêm tiền không ạ? Lê Bống bị loại khỏi top 5 hoa hậu thể thao. Dù đã chuẩn bị xóa hết ảnh cũ để thành hoa hậu, nhưng Lê Bống vẫn out top 5. Không thể nào như vậy được. Với trình IELTS 9.0 ITV nốt mic cả dàn ban giám khảo thì Lê Bống phải đại diện Việt Nam thi Hội Khỏe Phù Đồng Quốc tế 2022. Chị đạt giải người đẹp nhân ái nha. Oh my god. Chả có hoa hậu nào lưng dài chân ngắn người lực lưỡng như Jimmy cả. Tuy bị loại nhưng mình nhìn Bống vẫn muốn đóng gạch cả. À đâu. Xin giá, à nhầm xinh quá. Lê Bống năm sau sẽ đại diện cho Việt Nam thi Hội Khỏe Phù Đồng Quốc tế. Hoa hậu có đôi đùi của Cristiano Ronaldo à? Nani? Giải này mà có giải chân to thì Lê Bống xin cái top 1. Quá chuẩn luôn. Mặt bạn này xinh nhưng dáng thì hợp thi hoa hậu thể hình hơn. Tới ngày sinh, chồng vùng vằng bỏ nhà đi vì đòi đặt tên con là Đỗ Demon nhưng vợ không đồng ý. What the hell? Chồng tao còn định đặt tên con là Nguyễn Y Vân vì thích bài lòng mẹ, nhưng khổ nỗi dịch ra thành vẫn y nguyên. Con tao tên ở nhà là Nobita mà dài quá ai cũng gọi tắt là Nô. Nhiều người nghĩ nó tên là Nô Lệ. Ở một diễn biến khác, chắc ông bố là fan game Roblox. Fan hết ga hết số. What? Đặt tên vậy vợ không đồng ý là đúng, phải đặt là Đỗ Gia Emon chứ. Thật là một ý tưởng không tồi cho người họ Đỗ như tôi. Con gái thì có thể đặt là Đỗ Demi, con trai thì là Đỗ Demon, lòi thêm đứa nữa thì Đỗ Mèo Khỉ. Ôi trời ơi. Tao sẽ đặt là Nông Bita. Ông nào họ Trịnh mà lấy vợ họ Nguyễn thì sướng, được đặt quả tên Trịnh Nguyễn phân tranh. Trời ơi chưa. 20 năm sau nó lại đặt tên con nó là Đỗ Free Fire. Tên là Đỗ Bách Khoa sau này bao ấm no, đào hoa, tiền tài không đếm xuể nhé cụ. Sau này tao cũng gả vợ đẻ con đặt tên là Nguyễn D. Lucky. What? Bữa tao ép cái giấy khai sinh cho chị kia, tao thấy trong giấy đứa nhỏ tên là Lê Nguyễn Suka. Bà vợ mà đồng ý cái là khối ông đặt con Trần Duca, Lê Lữ Bố, Nguyễn Triệu Vân, Trương Mu Đáp, Hoàng Nam Nốt, Cao Gia Ta, Vũ Violet, Lương Teo Anas. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Huế, đại úy công an cướp tiệm vàng, xong liền ném ra đường rồi hô, vàng cho người nghèo, bà con lấy đi. Oh my god. Coi phi vụ triệu đô quá 180 phút. Chắc là do hậu Covid trong đầu cứ tưởng vàng đấy là của mình. Hảo hán Lương Sơn Bạc phiên bản pha ke của Việt Nam. Lấy của tiệm vàng chia cho nhà mình đây mà.
bạc đầu thai qua Việt Nam à? Hảo hán, mì tôm chua cay. Trời ghê chưa? Đất nước Việt Nam nên có thêm nhiều người như này, thật đáng ngưỡng mộ. Anh nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Cẩm Nang yêu chi, chi không ăn bún đậu với mắm tôm hay nước mắm, chi ăn bún đậu với gia vị chanh, chi không ăn được hành, chỉ một cọng hành cũng phải bỏ ra, không được nghe lời chi quá, chỉ thích con trai phải quản được mình nhưng vẫn phải chiều mình, chỉ đánh đá chua ngoa, hay chỉ thế thôi nhưng thật ra rất tốt tính và quan tâm đến mọi người, chi thích con trai mặc xịt đùi, không thích con trai mặc xịt tam giác, chi luôn tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng lại rất hay khóc, lúc nào chi rỗi thì mua cho chi cốc trà nhài sữa size L 70% đường, 50% đá, ít hai trận châu cộng pudding là chi lại cười ngay, luôn phải nói yêu chi, không được để chi ghét tin nhắn cuối cùng, khi chi nói ăn gì cũng được tức là chi đang muốn ăn cả bạn. Xin lỗi chi vì nhiều khi ra đường vẫn quên mặc xịt. Hà Nội, cô gái đòi người yêu cũ trả 13 tỷ đồng phí chia tay, nếu không sẽ đăng toàn bộ kỷ niệm ABCXYZ của hai người lên mạng xã hội. Nani? Đừng trả anh trai ơi, dù thế nào chúng ta cũng là đàn ông, cho tụi em còn xem clip nữa. Chắc định mua G63 mà không có tiền đây mà. Theo cáo trạng, năm 2018, anh Phạm N.A., sinh năm 1985, tổng giám đốc một công ty kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với Đoàn Phương Anh. Từ tháng 5 năm 2021 đến ngày 2 tháng 11 năm 2021, Đoàn Phương Anh liên tục gọi điện thoại từ số máy của Phương Anh đến điện thoại của anh N.A. và sử dụng các thông tin, hình ảnh về đời tư của Phương Anh với anh N.A. gửi cho nhiều người là bạn bè, đồng nghiệp, đối tác của anh N.A. nhằm uy hiếp tạo áp lực buộc anh N.A. sợ phải đến gặp và thanh toán trả cho Phương Anh tổng số tiền hơn 13,5 tỷ đồng. Do lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và công việc làm ăn nên ngày 22 tháng 10 năm 2021, anh N.A. chuyển cho Phương Anh số tiền 250 triệu đồng. Ngày 2 tháng 11 năm 2021, khi Phương Anh đang tiếp tục nhận số tiền 400 triệu đồng từ anh N.A. tại ngân hàng VP Bank, chi nhánh Hà Nội, đường Điện Biên Phủ, phường Cửa Nam, quận Ba Đình, Hà Nội thì bị cơ quan công an bắt giữ. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.